Bạn muốn tra từ trên ảnh, sách ebook khi dùng máy tính? Video này sẽ hướng dẫn bạn cách tra từ đơn trong ảnh, cách tra cụm từ và câu dài trong ảnh. Đầu tiên, hãy chắc chắn rằng bạn đã tải Enjoy Extension về trình duyệt bạn sử dụng và đăng nhập với tài khoản Pro. Nếu chưa, hãy tìm kiếm từ khóa Enjoy Extension trên Google và chọn kết quả xuất hiện đầu tiên. Sau khi nhấn tải xuống, bạn chọn icon mảnh kết và ghi Enjoy để tiện truy cập nhanh. Cuối cùng là đăng ký tài khoản Enjoy và nâng cấp lên Pro. Để có thể bắt đầu tra từ trong ảnh với Enjoy Extension, bước 1, hãy chọn biểu tượng icon Enjoy trên thanh công cụ và chọn icon máy ảnh. Bước 2, kéo và giữ chuột phải, chọn vùng chứa từ mới trong ảnh. Bước 3, tra từ bằng cách click 2 lần liên tiếp để chọn từ cần tra, rồi chọn biểu tượng giọt nước. Bạn có thể xem đầy đủ thông tin từ vựng bao gồm nghĩa dịch tiếng Việt, giải nghĩa tiếng Anh, cách kết hợp từ, câu ví dụ, từ đồng nghĩa, gốc từ. Hãy nhấn nút Add để lưu các nghĩa bạn muốn. Tiếp theo, để dịch cả cụm từ hoặc đoạn văn bản trong ảnh, hãy lặp lại các bước 1 và 2 ở phía trên. Sau đó, ở phần văn bản trong ảnh, hãy bôi đen cụm từ hoặc đoạn văn cần dịch, chọn icon giọt nước. Giờ bạn có thể xem bản dịch tiếng Việt hoặc phiên âm IPA của đoạn văn bản. Trong trường hợp bạn vẫn chưa hiểu bản dịch tiếng Việt, hãy chọn giải thích AI để có kết quả dễ hiểu nhất. Vậy là bạn đã biết cách tra từ trong ảnh với Enjoy Extension. Còn chần chừ gì nữa mà không thử ngay tính năng bá đạo này.